Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Trương Giang đã có động thái bảo vệ Nhã Phương giữa bão Rama. Ngoài kia khó khăn quá thì về nhà bán cơm. Ngay trong đêm, Trường Giang đã có những lời động viên tinh thần đến Nhã Phương giữa ồn ào cô bị tố mắc bệnh ngôi sao. Ông ào đạo diễn Nhất Trung chỉ đích danh Nhã Phương tố cô mắc bệnh ngôi sao vô trách nhiệm trong việc quảng bá phim và có thái độ không tốt khi làm việc, đang gây náo loạn mạng xã hội. Ngay trong đêm ngày 19 tháng 4, Trường Giang đã chính thức lên tiếng công khai bảo vệ bà xã của mình. Theo đó, trên trang cá nhân, Trường Giang đăng tải hình ảnh hạnh phúc của gia đình kèm những lời nhắn nhủ vợ cực tình cảm. Cảm ơn hai mẹ con, gia đình là quan trọng nhất nhé mẹ Destiny. Ngoài kia khó khăn quá thì về nhà bán cơm. Chỉ một câu nói cũng đủ cảm nhận tình cảm và sự quan tâm của Trường Giang dành cho Nhã Phương. Khán giả cũng gửi lời động viên mong Nhã Phương sớm vượt qua được sóng gió. Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình được Trường Giang chia sẻ, anh khẳng định với vợ gia đình mới là điều quan trọng nhất. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.